Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Lùng Dép. Có phải đây là hiệu ứng hiện lên mỗi khi mọi người click chuột phải vào trang web? Còn đây sẽ là hiệu ứng hiện lên khi mọi người click chuột phải vào trang web của bọn mình sau khi hoàn thành bài tập này. Trong lập trình web, chuyện custom là hiệu ứng khi click chuột phải là chuyện hết sức bình thường luôn. Giống như những trang web bán hình ảnh đi, họ thường sẽ không cho bạn click chuột phải vào hình ảnh đâu bởi vì họ sợ bạn sẽ download nó về miễn phí. Hoặc là với những trang bán về template đi, người ta cũng không muốn cho bạn click chuột phải bởi vì bạn có thể xem được code. Với những yêu cầu về bảo mật, họ cũng không muốn bạn click chuột phải vì bạn có thể dễ dàng sửa code. Hoặc là khi họ muốn custom lại cho đẹp và hiện đúng với những nội dung mà họ muốn, thì Zalo chính là một ví dụ. Như mọi người thấy thì khi mình click chuột phải vào Zalo thì nó vẫn hiện lên nhưng với một menu khác đúng với chủ đích của họ. Vậy còn chần chờ gì nữa, nếu mọi người thấy hay cho mình xin một follow nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và giờ chúng ta bắt đầu nè. Đầu tiên mình sẽ tạo ra hai file, đó là index.html và script.js. Ở index.html thì mình sẽ format theo HTML5. Mình sẽ nhúng link script vào. Ở trường hợp đầu tiên thì mình muốn ngăn người dùng click chuột phải lên hình ảnh để không cho họ download về. Vậy bây giờ mình sẽ khai báo một email, cho nó một cái ID tên là email. Giờ là sẽ không cho người dùng click vào chuột phải để tránh việc họ ấn vào lưu nữa. JavaScript, đầu tiên chúng ta cần khai báo email này với let email bằng document.getElementById. Bên trong là tên ID của nó, tên là email. Khi muốn lắng nghe một sự kiện, ta sẽ sử dụng app event listen. Sự kiện mà mình muốn lắng nghe ở đây đó là click chuột phải. Trong JS thì chuột phải chính là context menu. Vậy khi nó lắng nghe được sự kiện này rồi thì nó sẽ tiến hành chạy một function. Với event chính là tất cả những gì đang diễn ra bên trong sự kiện. Sẽ tạo một thông báo bằng Alex để kiểm tra xem thử nó đã nhận được sự kiện này chưa. Bây giờ mình sẽ click chuột phải vào hình ảnh. Đây, và nó đã nhận được. Nó hoạt động trong phạm vi của hình ảnh thôi nha mọi người. Cho nên là khi mọi người click chuột phải ở bên ngoài nó sẽ không hiện ra cái thông báo này. Nguyên lý hoạt động khi click chuột phải đó là khi hệ thống nhận được sự kiện click vào chuột phải, hệ thống sẽ tiến hành hiện menu lên. Vậy thì ở đây ta sẽ sử dụng Prevent Default. Nó có chức năng đó là cắt ngang tiến trình đang chạy của hệ thống lại. Cụ thể hơn là khi hệ thống vừa nhận được sự kiện click vào chuột phải, chưa kịp tiến hành việc hiện menu lên thì nó đã bị cắt ngang vì đã có Prevent Default rồi. Vì vậy mà sẽ không có một menu nào được hiện lên. Thể thấy menu chỉ hiện lên khi mình click chuột phải bên ngoài thôi. Còn nếu mình click chuột phải vào bên trong tấm hình thì không có một menu nào được hiện lên cả. Đến với trường hợp thứ hai, khi mình muốn hệ thống không cho người dùng click chuột phải vào bất cứ đâu trên trang web luôn thì phải làm sao? Nếu mọi người để ý, mọi người có thể thấy rằng khi mình muốn khai báo một element từ class đến ID trước khi mình sử dụng getElementById như email hiện tại thì mình cần phải khai báo một document đứng trước đó. Bởi vì ở đây document chứa tất cả mọi phần tử trong trang web. Vậy nếu mình muốn ngăn người dùng click chuột phải vào bất cứ đâu trên một trang web, mình sẽ sử dụng document vào đây để nó lắng nghe sự kiện này. Trường hợp tiếp theo đó là khi mình vẫn muốn có một menu hiện lên nhưng với một menu đã được custom và chỉ hiện đúng nội dung mà mình muốn. Zalo chính là một ví dụ. Khi mình click chuột phải thì vẫn có một menu được hiện lên ở đây, nhưng với những nội dung mà họ muốn và một design đã được custom. Đầu tiên mình sẽ cần tạo ra một menu custom theo ý muốn. Mình sẽ đặt cho nó một cái ID là menu. Bên trong mình sẽ khai báo một UL. Bên trong UL sẽ có rất nhiều LI và tương ứng với mỗi LI chính là mỗi item trong menu. Để làm cho nó đẹp hơn thì mình cần có những icon. Vậy mọi người search dùm mình một từ khóa như sau. Đó là Font Awesome CDN. Sau đó click vào link đầu tiên này. Mình sẽ copy dòng đầu để lấy bảng mới nhất và dán nó vào header nha. Nó đơn giản là một cái thư viện hỗ trợ bọn mình tạo ra những icon nhanh hơn cho lập trình web thôi. Đây, vậy là xong. Bây giờ mình tạo ra một file đó là style.css để làm design custom lại cái menu này. Mình sẽ nhúng nó vào đây. Bây giờ thì bọn mình lại tiếp tục truy cập vào trang web, đó là fontawesome.com, để tìm những icon tương ứng. Sau đó mình click vào tab icon.
Thì mọi người muốn tìm icon liên quan đến chủ đề nào thì mọi người search thôi. Chẳng hạn như ở đây mình sẽ search là home. Nó sẽ liệt kê ra được rất nhiều icon. Mọi người nhấn vào free. Sau khi chọn được cái mà mọi người thích thì mọi người ấn vào nó. Copy dòng code này về và dán vào trước chủ home. Đây, nó đã ăn rồi nè, mọi người thấy không? Vậy tương tự như vậy, bọn mình cũng đi tìm cho card, context và exit nha. Giờ thì tiến hành qua file style.css để design cho nó. Đầu tiên là đối với body, mình sẽ cho nó một background màu trắng sữa. Tiếp theo là menu. Vì menu là ID, vì vậy mình sẽ đặt dấu thăng. Mình sẽ cho nó một cái position bằng fixed. Mọi người có chú ý rằng cái menu được hiện lên nó ở vị trí không hề cố định. Khi mình click chuột vào đâu thì menu nó sẽ hiện lên ở đó. Thì cái position fixed được sinh ra với mục đích này luôn. Nó giúp mình đặt cái menu ở bất cứ một vị trí nào trên màn hình mà mình muốn. Sẽ đặt tạm cho nó một vị trí, đó là cách top bằng 50%, cách left cũng bằng 50%, và một cái width là bằng 200 pixel. Tiếp theo là đến với thẻ UL bên trong menu. Mình sẽ cho nó một cái bezin bằng 0, một cái margin bằng 0 và một list style bằng none để xóa các dấu chấm đằng trước li đi. Tiếp đến là những icon. Những icon này được khai báo bởi một thẻ y. Mình sẽ cho nó một cái margin right bằng 15 pixel để cách văn bản ra. Tiếp theo là thẻ li. Đối với thẻ li thì mình sẽ cho nó một cái bezin bằng 20 pixel để tạo ra khoảng cách nhất định cho nó. Background color màu tối. Và sau đó là một border bottom để ngăn cách các dòng ra. Đến là màu chữ, mình sẽ cho color là màu trắng. Bây giờ mình sẽ khai báo một cái transition bằng 0.5 giây. Mục đích ở đây là tí nữa khi mình hover con chuột vào nó sẽ tạo ra được hiệu ứng animation trong vòng 0.5 giây. Hiện hover thì mình khai báo như sau: li2.hover. Và bên trong chính là những thay đổi của nó. Mình sẽ cho một background màu xanh. Mình muốn tạo ra một hiệu ứng mỗi khi hover vào cái li này thì nó sẽ bị nhét lên trên 10 pixel. Vậy mình có transform, translate với tham số thứ hai là âm 10 pixel. Vậy khi này mỗi lần hover vào thì item sẽ bị nhét lên bên trên âm 10 pixel. Cảm giác giống được nhấc bổng lên vậy thì mình sẽ cho nó một cái bóng, đó là box shadow. Cái bóng này sẽ nghiêng về bên trái 0, nghiêng xuống bên dưới 10 pixel và độ nhòe màu là 50 pixel. Ra một hiệu ứng animation cho mỗi lần nó xuất hiện trông đẹp hơn. Vậy mình sẽ khai báo keyframes. Tên animation là show menu. Ở trạng thái bắt đầu đó là forms, mình sẽ cho opacity bằng 0 để ẩn nó đi. Và một cái transform translate 0 và 20 pixel, nghĩa là nó sẽ bị dịch xuống bên dưới 20 pixel. Animation được hoàn thành thì mình cho opacity bằng 1 để hiện lên và một cái transform về lại trạng thái ban đầu 0.0 để nó về lại vị trí cũ. Sẽ tiến hành nhúng cái animation này vào thẻ li. Animation chưa được chạy thì mình sẽ cho nó một opacity bằng 0 để nó ẩn đi. Animation với thuộc tính animation, show menu chính là tên của animation, nó sẽ chạy trong vòng 0.5 giây. Với ease in out là dạng hiệu ứng lúc ban đầu chạy chậm, sau đó nhanh dần và kết thúc chậm dần. Và nó sẽ chạy trong vòng một lần. Cuối cùng là forward, nó sẽ giữ lại trạng thái cuối cùng của animation sau khi kết thúc. Hoạt động rồi, nhưng bây giờ mình muốn tạo ra một hiệu ứng slow hơn bằng cách cứ mỗi item sau nó lại chạy chậm hơn item trước 0.2 giây. Vậy đầu tiên là item thứ hai. Mình chọn đến NTH chill vị trí thứ hai. Item thứ hai này nó sẽ chạy chậm hơn item thứ nhất 0.2 giây
bằng Animation Delay 0.2. Tiếp tục với item thứ 3, nó sẽ chậm hơn item thứ 2 0.2 giây, vậy bây giờ sẽ là 0.4. Còn item thứ 4 sẽ chậm hơn item thứ 3 0.2 giây, vậy nó sẽ là 0.6. Vậy đây sẽ là kết quả. Nhưng mà cái menu này này nó chỉ xuất hiện mỗi lần mình kích chuột phải thôi, vì vậy bây giờ mình sẽ ẩn nó đi với Display bằng nền. Nhưng mình cần làm đó là mình sẽ phải gọi lại cái menu này, Let menu bằng document.getElementById menu. Với mỗi lần bắt được sự kiện kích chuột phải thì mình lại gọi đến cái menu này, chỉnh sửa style cho nó. Cụ thể hơn là bọn mình sẽ chỉnh sửa cái display. Nếu display bằng none là ẩn đi, vậy display bằng block sẽ là hiện lên. Nó đã hoạt động rồi nha mọi người, nhưng hiện tại nó luôn ở vị trí này. Nhưng theo nguyên tắc á, thì khi mình click chuột phải vào đâu á, thì nó phải hiện lên ở đó. Vậy thì bây giờ á, mình chỉ cần thay đổi hai giá trị này là được, đó là top và left. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm như sau. Để thay đổi được vị trí top của nó, mình sẽ khai báo menu.style.top. Mình muốn vị trí top này nè, nó sẽ bằng vị trí khi click chuột luôn. Vậy nó sẽ là event.y. Với event.y chính là vị trí chuột được click theo chiều dọc. Mọi người nhớ thêm đơn vị là pixel nha. Thì cũng tương tự như vậy với left, thì nó sẽ bằng event.x. Event.x chính là vị trí của con chuột được click theo chiều ngang. Vậy là từ giờ khi mình click vào đâu thì menu sẽ hiện lên đúng vị trí đó. Nhưng hiện tại nó không tắt được. Vậy làm sao để tắt? Bọn mình chỉ cần bám sát đúng logic của một chiếc menu chuột phải bình thường thôi. Menu chuột phải bình thường sẽ tự động tắt khi mình click vào bất cứ đâu trên màn hình, đúng không nào? Cứ đâu, vậy mình sẽ sử dụng document. Để lắng nghe sự kiện, mình sử dụng app Event Listen. Sự kiện mình muốn lắng nghe đó là sự kiện click. Vậy khi nó lắng nghe được sự kiện này, nó sẽ chạy một function. Bên trong function này mình chọn đến menu, chọn đến style, chọn đến display và ẩn nó đi bằng none. Bài toán kết thúc. Vậy là bài tập hôm nay của bọn mình tới đây là hết rồi. Nếu mọi người thấy hay cho mình xin một follow nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bye bye.